Xin phép mọi người trước khi vào video là Huy Phùng PC năm nay chơi lớn. Chúng mình sẽ tặng Vega Gaming và rất nhiều phần quà khác cho mọi người khi build máy tính tại Huy Phùng PC. Tuy nhiên, các bạn cần tham gia chương trình vòng quay may mắn để nhận được những phần quà hấp dẫn như Vega 6700XT, RTX 3060 và rất nhiều tai nghe, chuột gaming khác. Bên cạnh đó, chúng mình có cả SSD Samsung 1TB và rất nhiều những phong bao lì xì có trị giá khác nhau khi các bạn build máy tính tại Huy Phùng PC. Link thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả, mọi người sẽ click vào để tham khảo nhé. Và bây giờ thì cùng quay trở lại video ngày hôm nay nhé. Ok, xin chào mọi người đã cùng quay trở lại với cả Huy Phùng PC và mình là Lucy. Ngày hôm nay mình là một content VJ mới của kênh và chắc chắn là thời gian sắp tới mình sẽ mang đến những cái content cực kỳ bổ ích và hữu ích đến cho người xem. Ok, không dài dòng thêm một chút nào nữa mà chúng ta đã cùng trở lại với cả tiêu đề chính của ngày hôm nay. RTX 4090, như anh em nào mà hay đam mê về công nghệ hay đọc những cái tin tức về công nghệ thì chắc chắn là anh em sẽ biết đấy là RTX 4090. Nó là một trong những cái dòng card mà thị phi nhất cho tới thời điểm hiện tại. Bởi vì sao? Bởi vì như anh em đã biết đấy là trong khoảng tầm từ hè năm 2023 thì cái con RTX 4090 này bị Mỹ áp dụng cái chính sách cấm xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Và đương nhiên rồi, Việt Nam một trong những cái thị trường mà cực kỳ lân cận với cả Trung Quốc thì không thể nào mà tránh khỏi được. Và trong cái khoảng thời gian mà bị cấm vận đấy thì những cái con RTX 4090 trở nên rất là khan hiếm. Giá của nó gần như là phải gấp đôi so với những cái thời điểm mà nó được ra mắt. Đâu đó loanh quanh khoảng tầm 3.500 đô, khoảng tầm 85 triệu cho một em RTX 4090. Phải thực sự là rất là chát và thậm chí là hàng cũng rất là khó kiếm. Nhưng cho tới thời điểm hiện tại thì tháng 11 năm 2023, EDVA đã chính thức là gỡ bỏ cái lệnh đó và cho xuất khẩu lại con RTX 4090 này về thị trường Việt Nam rồi. Và đương nhiên thì sau khi mà được xuất khẩu về thì giá nó cũng đã được giảm đi rất là nhiều. Mình có tham khảo với mấy anh em ở bên Huy Phùng thì mình biết được rằng là con RTX 4090 này bây giờ nó đang loanh quanh đâu đấy khoảng tầm 60 triệu mà thôi. Vậy thì ngày hôm nay ở trước mặt mình đây đang có con RTX 4090 và mình sẽ cho anh em một cái nhìn tổng quát nhất về con card mạnh nhất thế giới cho tới thời điểm hiện giờ. Và đương nhiên là chơi game trên màn hình với cái độ phân giải là 4K, max setting hết ở tất cả các tựa game. Ok, bắt đầu luôn. Đương nhiên là mình sẽ phải nói qua một chút liên quan đến cấu hình mình test cho ngày hôm nay. Thì mình sẽ đi cùng với cả combo i9-12900 và với một em RTX 4090. Yeah.
Ok, và vừa rồi mình vừa test cho anh em con RTX 4090 để cho anh em có một cái nhìn tổng quan nhất về cái việc là khi anh em chơi game anh em sẽ nhận được bao nhiêu FPS ở trên cái độ phân giải 4K và chắc chắn là sẽ là Ultra Max Setting rồi. Như anh em có thể thấy, đấy là cái khung hình mà nó đem tới cho anh em luôn luôn ở tất cả những cái tựa game đều là trên 200 FPS, và hoàn toàn có thể sử dụng những con màn 4K, những con màn 2K với tần số quét cao lên tới 240Hz và nó hoàn toàn có thể đáp ứng được. Đương nhiên RTX 4090 anh em mua về hoàn toàn có thể sử dụng những cái công việc khác để tận dụng em RTX 4090 này, chứ không chỉ riêng về chơi game. Anh em hoàn toàn có thể làm một chút những cái công việc liên quan đến đồ họa, làm một chút những việc liên quan đến render dựng phim chẳng hạn, bởi vì là sở hữu một cái VRAM rất là lớn, một cái dung lượng VRAM rất lớn, anh em hoàn toàn có thể làm những cái công việc liên quan đến AI hay là làm những cái thuật toán. Thì về cái clip mà liên quan đến test đồ họa và AI thì mình có thể trong tương lai mình sẽ lên cho anh em nếu như anh em thực sự cần, hoặc anh em có thể xem trực tiếp kênh của Long Ma thuộc Huy Phùng PC để có thể là tham khảo được cái trực tiếp về vấn đề render đồ họa cũng như là làm những cái vấn đề khác liên quan ngoài cái luồng gaming để anh em có thể tận dụng được hết khoảng 60 triệu trong con cạc này. Còn anh em nghĩ sao về em cạc này, anh em có thể cho mình xin một comment bên dưới cũng như là một bình luận để xem là anh em mua để sử dụng nó làm vấn đề gì và có sử dụng cho nó tương lai hay không. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.